Thời sự quốc tế 3 tháng 1 Nguồn tin Liban và Palestine cho biết UAV của Israel giết chết phó thủ lĩnh Hamas ở Beirut. Israel tuyên bố sẽ ra tòa quốc tế để bác bỏ cáo buộc diệt trừng ở Gaza. Mỹ chỉ trích tuyên bố của quan chức Israel về việc tái định cư người Palestine bên ngoài Gaza. Ukraine nói đã bắn hạ 10 tên lửa Kinshan, 59 trong tổng số 70 tên lửa hành trình của Nga. Đài Loan nói khinh khí cầu Trung Quốc bay vào không phận đất liền. 5 người thiệt mạng sau khi máy bay của Japan Airlines đâm vào máy bay cứu trợ động đất ở sân bay Tokyo. Chưa ghi nhận thương vong người Việt trong đợt đất được Nhật. Kính mời quý vị cùng thưởng thức hồng trà san tuyết sùng đô của Đạm Thủy. Trà có vị ngọt mật sâu lắng, được lên men hoàn toàn tự nhiên. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị đang theo dõi mục thời sự quốc tế ngày 3 tháng 1 của DGN. Sau đây là phần nội dung bản tin. Mở đầu chương trình là những cập nhật về xung đột ở giải Gaza. Nguồn tin Liban và Palestine cho biết UAV của Israel giết chết phó thủ lĩnh Hamas ở Beirut. Các nguồn tin an ninh Liban và Palestine cho biết Israel đã giết chết phó lãnh đạo Hamas Saleh al-Azuri trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Beirut của Liban hơn thứ Ba ngày 2 tháng 1. Al-Ruri, 57 tuổi là lãnh đạo chính trị cấp cao đầu tiên của Hamas, bị ám sát kể từ, từ khi Israel phát động một cuộc tấn công trên không và trên bộ nhằm vào những người cai trị Hamas ở Gaza gần 3 tháng trước. Đài phát thanh, truyền hình Hamas và đài truyền hình Mayadin, thân Iran của Liban, đã xác nhận thông tin từ các nguồn tin an ninh rằng Abruzzi, một thành viên trong bộ chính trị của phong trào Hồi giáo Palestine ở nước ngoài và là người đồng sáng lập cánh quân sự của Hamas, lữ đoàn Israel al qassam đã thiệt mạng khi một máy bay không người lái tấn công văn phòng của Hamas ở phía nam Peru. Hãng thông tấn nhà nước Liban cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel đã giết chết tất cả 6 người ở vùng ngoại ô phía nam thành phố Daliyev, một cứ điểm của Hezbollah. Đài truyền hình Al-Aqsa của Hamas cho biết, các chỉ huy cánh vũ trang của nhóm ở Liban Samir Findi Abu Amr và Azam Anara Abu Amr nằm trong số những người thiệt mạng. Khi được hỏi về việc liệu Israel có đứng sau vụ giết Azuri hay không, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hekari nói trong một cuộc họp báo rằng chúng tôi đang tập trung vào việc tiêu diệt Hamas. Ông Mark cố vấn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình MSNBC rằng Israel không chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Ông Rigepp nói, nhưng bất cứ ai đã làm điều đó thì phải rõ ràng đây không phải là một cuộc tấn công vào nhà nước Liban. Bất cứ ai làm điều này đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào ban lãnh đạo Hamas. Israel đã cáo buộc Azuri ra lệnh và giám sát các cuộc tấn công của Hamas ở bờ Tây do Israel chiếm đóng trong nhiều năm. Ông Azuri nói vào tháng 8 năm 2023, tôi đang chờ đợi sự tử vì đạo và tôi nghĩ mình đã sống quá lâu rồi. Ông Azuri ám chỉ đến những lời đe dọa của Israel nhằm lệnh bỏ các thủ lĩnh Hamas giữa Gaza hay nước ngoài. Azuri gần đây đã dành thời gian được cả Liban và Qatar. Một quan chức Hamas cho biết ông là trung tâm của các cuộc đàm phán do Cairo và Doha tiến hành về các cách giải quyết xung đột Gaza và việc thả con tin mà Hamas đã bắt giữ vào ngày 7 tháng 10. Việc giết chết ông Azuri có thể làm tăng nguy cơ chiến tranh Israel-Hamas lan rộng ra ngoài giải Gaza. Nhóm Hezbollah của Liban, một đồng minh của Hamas, đã đối xứng gần như hàng ngày với Israel qua biên giới phía Nam kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu. Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati lên án vụ tấn công là tội ác mới của Israel và là nỗ lực kéo Liban vào chiến tranh. Văn phòng của ông cho biết ông đã yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao của mình nộp đơn khiếu nại lên Hội đồng Bá Liên Hiệp Quốc về tất cả những hành vi vi phạm mới của Israel đối với chủ quyền Liban. Ông Nasser Kanani, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran cho biết Việc giết Azuri chắc chắn sẽ khơi dậy một làn sóng phản kháng khác và động lực chiến đấu chống lại những kẻ chiếm đóng theo chủ nghĩa phục quốc do Thái. Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào tháng 8, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Narala đã cảnh báo Israel không thực hiện bất kỳ vụ ám sát nào trên đất Liban, đồng thời cam kết sẽ có phản ứng nghiêm trọng. Ngày 2 tháng 1, Israel tuyên bố sẽ ra tòa án công lý quốc tế ở Hà Lan để bác bỏ cáo buộc hành động diệt chủng tại Gaza trong vụ kiện do Nam Phi đệ đơn. Ông Ilan Levy, phát ngôn viên chính phủ Israel cho biết, Israel sẽ có mặt trước toán công lý quốc tế ở giờ hay để bác bỏ sự bôi nhọ, đẫm máu, lỗ bịch của Nam Phi. Chúng tôi bảo đảm với giới lãnh đạo Nam Phi rằng lịch sử sẽ phán xét các vị và phán xét không thương tiếc. Phát biểu trên được đưa ra sau khi Nam Phi ngày 29 tháng 12 trình đơn kiện lên toán công lý quốc tế cho rằng Israel vi phạm nghĩa vụ được quy định trong công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng. Nam Phi cũng cáo buộc Israel hành động với mục đích vì diệt người Palestine ở Gaza. Nam Phi cũng yêu cầu toán công lý quốc tế có các biện pháp bảo vệ người dân Palestine khỏi những tổn hại nghiêm trọng, không thể khắc phục từ các hoạt động quân sự của Israel. Theo đài Israel KAN, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao đã có cuộc thảo luận căng thẳng về vấn đề này. Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tachi Hanapi cuối ngày 1 tháng 1 nói rằng Israel đã tham gia công ước phản đối diệt chủng suốt hàng chục năm. Chúng ta chắc chắn không tẩy tranh quy trình mà phải đứng lên và phản bác cáo buộc đẫm máu nhằm vào mình. Nhật báo Haaretz đưa tin quân đội Israel và văn phòng bộ trưởng tư pháp nước này đã bắt đầu thảo luận về cách xử lý vụ kiện ở tòa án công lý quốc tế. Ông Clayson Moniela, phát ngôn viên Bộ Hợp tác và quan hệ quốc tế Nam Phi, nói các luật sư đại diện cho Peritoria đang chuẩn bị cho phiên điều trần tại tòa án công lý dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 1. Nam Phi từ lâu đã duy trì quan điểm ủng hộ người Palestine. Đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi của Nam Phi thường ví cuộc đấu tranh của người Palestine giống cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của quốc gia châu Phi này. Mỹ chỉ trích tuyên bố của quan chức Israel về việc tái định cư người Palestine bên ngoài Gaza. Ngày 2 tháng 1, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích những tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Israel Bezalel Smajic và Itamar Benjivir vì ủng hộ việc tái định cư người Palestine bên ngoài Gaza. Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Tài chính Smartik, một trong những nhân vật cấp cao trong Liên minh cánh hữu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã kêu gọi cư dân Palestine ở Gaza rời khỏi vùng đất bị bao vây, nhưng cho những người Israel có thể làm cho sa mạc nở hoa. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Ben Gvir cũng cho biết cuộc chiến ở Gaza mang đến cơ hội tập trung và việc khuyến khích sự di cư của cư dân Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố, lời lẽ này mang tính kích động và vô trách nhiệm Chính phủ Israel, bao gồm cả thủ tướng, đã nói đi nói lại nhiều lần và nhất quán rằng những tuyên bố như vậy không phản ánh chính sách của chính phủ Israel. Theo phía Washington, những tuyên bố như vậy nên dừng lại ngay lập tức. Bộ ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, chúng tôi đã nói rõ ràng, nhất quán và dứt khoát rằng Gaza là đất của người Palestine và sẽ vẫn là đất của người Palestine, khi Hamas không còn kiểm soát tương lai của mình và không có nhóm khủng bố nào có thể đe dọa Israel. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà xanh san tuyết sùng đô. Trà có vị đậm, chát nhẹ, ngọt hậu và rất được nước. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Ukraine nói đã bắn hạ 10 tên lửa Kinshan, 59 trong tổng số 70 tên lửa hành trình của Nga. Ngày 2 tháng 2, Nga đã tấn công hai thành phố lớn nhất của Ukraine trong một đợt không kích dữ dội mới, khiến ít nhất 5 dân thường thiệt mạng. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết 135 người đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hôm 2 tháng 2, trong đó có 61 người trong và xung quanh Kharkiv và 17 người trong và xung quanh thủ đô Kyiv. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzny cho biết nước này đã bắn hạ tất cả 10 tên lửa Kinzhan 59 trong số 70 tên lửa hành trình mà Nga bắn tới trong cuộc tấn công. Ông Zaluzny nói thêm không có lý do gì để tin rằng đối phương sẽ dừng lại ở đây, vì vậy… Chúng ta cần thêm hệ thống và đạn dược. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục đến tối muộn vì các cuộc tấn công cũng gây thiệt hại trên diện rộng và ảnh hưởng đến nguồn điện. Ông Zelensky cho biết trên ứng dụng Telegram rằng Nga sẽ phải trả giá cho mọi sinh mạng mà họ đã lấy đi. Trong bài phát biểu video hàng đêm của mình, Tổng thống Ukraine nói rằng Nga đã khai triển gần 300 tên lửa và hơn 200 UAV trong các cuộc tấn công ba ngày qua. Ông Zelensky cho biết, quỹ đạo đã được đối phương tính toán đặc biệt để gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể. Chưa có quốc gia nào đẩy lùi được các cuộc tấn công tương tự bằng sự phối hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa, kể cả tên lửa đạn đạo. Ông Zelensky thông báo trên Telegram rằng ông đã thảo luận về việc nâng cấp hệ thống phòng không của Ukraine với Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Một số nhà lãnh đạo phương Tây và các nhà ngoại giao nước ngoài ở ký cho rằng điều quan trọng là Ukraine phải nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn. Tổng thống Latvia Edgar Rinkevich biết trên nền tảng mạng xã hội ít rằng phòng không Ukraine hoạt động tốt nhất nhưng Ukraine cần được trợ giúp nhiều hơn. Lễ đón năm mới đã kết thúc và phương Tây phải nghiêm túc và hành động ngay bây giờ. Đài Loan nói khinh khí cầu Trung Quốc bay vào không phận đất liền. Ngày 2 tháng 1, quân đội Đài Loan cho biết hai khinh khí cầu của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến ngăn cách Đài Loan và Trung Quốc, trong đó một khinh khí cầu được phát hiện ngay phía trên quốc đảo. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, đây là lần đầu tiên một khinh khí cầu của Trung Quốc bay vào không phận đất liền của Đài Loan. Những khinh khí cầu khác của Trung Quốc cũng được phát hiện ở ngoài khơi bờ biển của quốc đảo vào tháng 12 năm 2023. Khinh khí cầu của Trung Quốc bị phát hiện gần đây nhất vào cuối ngày 1 tháng 1. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Đài Loan sắp tổ chức cuộc tổng tiền cử vào ngày 13 tháng 1. Hoạt động này của Trung Quốc được đánh giá dường như là một canh bạc nhằm đe dọa Đài Loan và đảng dân tiến cầm quyền trước cuộc bỏ phiếu Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, hai kinh khí cầu di chuyển về phía đông từ lục địa Trung Quốc nhưng không tiết lộ nhiệm vụ của chúng. Trung Quốc đã tham gia vào các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan, ngoài kinh khí cầu Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, họ còn phát hiện bốn máy bay quân sự Trung Quốc và ba tàu chiến Trung Quốc hoạt động gần đó trong khoảng thời gian 24 giờ cho đến sáng ngày 2 tháng 1. Đảng dân tiến đã lên án mạnh mẽ hành vi đe dọa của chính quyền Trung Quốc, trong khi đó, Bắc Kinh coi ứng cử viên tổng thống của Đảng dân tiến Phó Tổng thống Lại Thanh Đức là kẻ gây rối đang tìm kiếm sự độc lập của Đài Loan. Một phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc gần đây đã cảnh báo rằng việc theo đuổi độc lập của Đài Loan có nghĩa là chiến tranh. Trước đó, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu đầu năm mới nhắc lại rằng Trung Quốc và Đài Loan chắc chắn sẽ được thống nhất. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã đáp lại lời nói của ông Tập trong thông điệp năm mới. Bà Thái nói, Mối quan hệ mà chúng tôi hình thành với Trung Quốc trong tương lai phải được quyết định bởi các tiến trình dân chủ của chúng tôi. 5 người thiệt mạng sau khi máy bay của Japan Airlines đâm vào máy bay cứu trợ động đất ở sân bay Tokyo. Tất cả 379 người trên máy bay của Japan Airlines, JAL, đã thoát khỏi chiếc máy bay bị cháy sau vụ va chạm với máy bay của cảnh sát biển tại sân bay Haneda ở Tokyo. Năm trong số 6 phi hành đoàn trên chiếc máy bay của Japan Airlines thiệt mạng vào ngày 2 tháng 1. Đoạn phim trực tiếp trên đài truyền hình NSK cho thấy chiếc máy bay JAL Airbus A350 bốc cháy khi trở xuống đường băng vào lúc 6 giờ chiều ngày 2 tháng 1. Video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hành khách la hết bên trong cabin đầy khói của máy bay và chạy qua đường băng sau khi thoát ra ngoài bằng cầu trượt sơ tán. Đài truyền hình TBS dẫn thông tin từ sơ cứu hỏi cho biết tất cả 367 hành khách và 10 phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi chiếc máy bay nhưng ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt cho đến tận sau nửa đêm sau khi bức cháy hơn 6 giờ đồng hồ. Satoshi Amake, 59 tuổi, một nhân viên công ty viễn thông có mặt trên máy bay, kể lại Tôi đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thì cảm thấy máy bay nghiêng sang một bên trên đường băng và cảm thấy một cú va chạm lớn. Các tiếp viên bảo chúng tôi bình tĩnh và yêu cầu chúng tôi xuống máy bay. Theo Japan Airlines, 14 người trên máy bay chở khách bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Tetsuo Saito xác nhận năm thành viên phi hành đoàn của lực lượng cảnh sát biển đã thiệt mạng và cơ trưởng 39 tuổi bị thương. Một quan chức của bộ này cho biết trong một cuộc họp báo rằng máy bay của Japan Airlines đang cố gắng hạ cánh bình thường thì va chạm với máy bay tuần tra hàng hải d 8 trên đường băng. Cũng theo vị quan chức này, không có báo cáo nào về động cơ hoặc các vấn đề khác trên máy bay trước khi hạ cánh. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết. Máy bay của họ đang hướng đến Nikata trên bờ biển phía tây Nhật Bản để viện trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh xảy ra vào ngày đầu năm mới, khiến ít nhất 55 người thiệt mạng. Chưa ghi nhận thương vong người Việt trong động đất ở Nhật. Bộ ngoại giao Việt Nam cho biết chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất ngày 1 tháng 1 tại Nhật. Loạt trận động đất xảy ra chiều 1 tháng 1 tại tỉnh Ishikawa và một số khu vực lân cận miền Trung Nhật Bản gây ra sóng thần, khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và nhiều công trình sụp đổ. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn. Hiện có hơn 500.000 người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập tại Nhật. Trần Thị Trang, quản trị viên của nhóm người Việt ở vùng Hokuru, gồm ba tỉnh Ishikawa, Toyama, Fukui, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất trong trận động đất, cho biết khoảng 200.000 người Việt sinh sống ở khu vực. Giới chức Nhật Bản cho biết phần lớn thương vong trong trận động đất được ghi nhận ở tỉnh Ishikawa. Các quan chức thêm rằng số người chết và bị thương có thể tăng thêm khi lực lượng cứu hộ tiếp cận những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất. Thưa quý vị, mục thời sự quốc tế của DKN đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòn thư cam tách a còng dkn tv cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo